ngon ngọt em cô. Trời ơi, quá đẹp luôn. Dạ, cảm ơn cô. Quay sát sát nè. Ôi nó nhắn. Trời ơi. Cái con cá này có giá. Nhỏ nhỏ vậy thôi có giá. Đúng rồi. Dạ, em chào buổi sáng cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em nha. Hôm nay em lại đi xuống biển ở gần nhà em nè. Đi dạo biển buổi sáng cô chú anh chị à. Để xem có hải sản gì không mua về ăn. Hôm nay là một ngày rất là lạnh luôn, lạnh hơn ngày hôm qua luôn đó. Đây, chân tay của em bây giờ vẫn còn nổi da gà nè. Giờ cũng hơn 6 giờ sáng rồi. Mặt trời mới vừa lên luôn. Nó cũng đỡ lạnh xíu. Lâu lâu về quê đó cho nên em thích cái cảm giác mỗi sáng sớm đi xuống biển như thế này á. Đi vào biển này tắm biển rồi có cá hay gì á mua về ăn. Ở phía kia thì em thấy có một chú đang đánh lưới kìa. Xa xa ngoài này có mấy thúng chuẩn bị vào nữa. Hiện tại là đang trời gió cho nên bà con mình đi biển cũng bít lắm. Rồi mình qua kia xem thử chú đánh được nhiều hải sản không nha. Dạ chào chú. Hôm nay đánh lưới gần bờ với chú. Đã con dét. Nó ngon quá à. Mực nàng nữa chú ha. Mực nàng cá mú. Nước mà đen đen gì là vui rồi. Nước đen này là có mực. Trời ơi con mực nàng nổi lên kìa. Mấy hôm nay con thấy mực nàng nhiều ha. Cái này có mực hả? Thấy mực hả chú? Hai con luôn chú ha. Bốn con hả? Bốn con rồi. Cái con đó là chú gỡ lên chưa? Gỡ ra chưa? Đó gỡ ra bỏ xuống hết rồi. Cho con mượn con. Đó, quay vậy á, quay ở dưới nước nó mới đẹp chứ. Đẹp hả? Ừ. Đây, cô chú anh chị, quá đã. To ghê. Mấy con này. Chú ơi, bán con ít cá về ăn cơm sáng với chú. Mấy con cá giò nữa nè. Đây cá sơn. Đây là con cá nhồng. Đây là cá bò hôm. Còn sống luôn. Hai con luôn. Đó mực nang ở dưới nè. Đó to to không à. To quá ha. Con này cũng phải ký hơn ký á. Ký mấy á. Hình như là thúng bên kia cũng có luôn á cô chú anh chị à. Mùa này thỏi nó hay dính mực nang á chú. Phải nãy gửi con lớn lớn cho ông quay vô con ngon rồi gửi con này vừa ai quay con này nhỏ. Rồi con bự nữa ha chú. Con bự. Rồi con này là con đực này cô chú anh chị nè, nó sao có bằng nè. Lên con bự lên cho quay à. Em thích nhất là ngắm mấy con mực này. Thì đó rồi. Anh nữa không? Nếu thì em quay gì luôn ha. Đó. Trời ơi. Nhất luôn á cô. Cầm hai con nổi không cô? Trời ơi, quá đẹp luôn. À, cảm ơn cô. Tươi rói luôn.
Đây con cá mú. Còn sống không chú? Còn sống. Còn sống thì hạn chế cầm chú cái mang đó nè. Con biển lắm á, trời ơi, cái này biển như dao rồi, con bị đứt cây lần rồi. Mú này là mú gì đẹp chứ chú ha? Nó sập xanh nè, đẹp kia. Như là mú vàng. Còn này là con màu ớt ha. Màu ớt này cũng còn nhỏ. Đó, đánh gần bờ cho nên giác không mà được may cái có mực. Mua cái gì vậy? Mua cái gì con ạ? Dạ dạ. Cái gì lấy gì đó mà lấy cho con mấy con cá nhỏ, mấy cái giò này, cá hiếu hay là có cá liệt dầu gì cũng được. Liệt dầu là cũng đắt tiền á cô ha. Ừ, bây giờ 1 ký 200 hay cái mấy rồi. Em thích ăn cá nho nhỏ lắm, nho nhỏ mà chất lượng. Đó, mấy con cá này nhỏ nhỏ thôi nhưng mà ăn ngon lắm, cũng có giá lắm á. Cái dốc không được. Kìa có cái mó nữa kìa. Cẩn thận có cái dao ở dưới nha cô. Ừ, lấy mấy con cá giò này ra. Coi chừng nó đâm nó nhức lắm. Con này cũng đâm nữa hả cô? Dạ, lấy luôn. Có bò sừng. Dạ. Đẹp ha, nhìn kỹ đẹp ghê. Ước ký đâu căn chị. Dạ thôi ước lượng đi cô. Ở đây là buôn bán là ước lượng thôi. Có một cá liệt mớm nữa kìa. Rồi nhiêu đây cũng được không cô? Dạ. Rồi ước lượng lấy con nhiêu cũng được, ủng hộ mà. Đây là 100 nha. Dạ. Còn cá này mình lên chợ là mua còn cao giá hơn đó cô chú anh chị à. Tại vì con cá liệt dầu này đã 200.000 một ký rồi. Cái giò cũng đắt nữa. Rồi cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Đi câu một ống. Câu một ống à, đúng rồi ạ. Cái hay quá. Lên luôn. Cái bình nặng. Bù Bắc ở đây cái bãi bòi thấy rất là đẹp luôn. Đợt trước thì nước biển nó, sóng biển nó đánh ăn vô sâu quá. Bà con mình đưa thúng lên cũng khó. Muốn sống đi nữa hả? Qua 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 qua. Thôi. Nghỉ hả? Tính nghỉ sao? Thôi. Bạn chưa mua một chiếc gì? Một đêm được 3-4 ký à? Vậy ngon nhiều. Đây hả chú? Ừ. Là mình trong đèn ha. Cái đèn này là đèn trong đèn nè cô chú anh chị. Đó. Trong đèn rồi chú sẽ giật mật. Đây nè. Đồ câu mật nè. Chú có mật gì không chú? Cho con quay xíu được không? Quay thành quả của chú được không? Dạ. Đó. Mua nước ra. Dạ. Để xíu nhờ chú lấy nha. Cảm ơn chú nhiều. Mực to con không chú hay là cũng vừa? Đó. Dạ. Đây. Mực ống nè. Wow, hấp dẫn quá. Cảm ơn chú nhiều. Bữa nay mực này bán 200 mấy không chú? 200 mấy. 200 mấy thì một đêm trừ tiền dầu chừng này nọ ra cũng được 400-500 ha chú ha. Dạ cảm ơn chú nhiều nha. Dạ bây giờ mình qua cái khu vực bãi đá nha. Em thấy có bác đi đào nghêu hay là bắt ốc vậy nè. Đào nghêu.
đào gần bờ bác ha. Đây rất là gần luôn. Nước lớn quá. Nước cạn. Như này mấy nay mình bán có giá không bác? 30.000 ký con. Đi đào có mình vậy bác ha. Ừ. Đi có mình. Nào sáng giờ đào được nhiêu đây hay là được chắc trong kia thì được 2 ký hay cái mấy không? Dạ. Sáng giờ. Wow, sáng giờ. Ừ. Trời hôm nay lạnh quá mà chắc đi 5 giờ hả bác? Đi 5 giờ 4 giờ. Trời ơi, lúc đó là quá lạnh luôn. Nó cạn chưa ra vậy. Dạ. Này lâu lâu mình mới đào có bác ha, chứ đâu phải là không có. Nó cạn là mình đi có. À dạ. Nếu mà một ngày kiếm tầm 10 ký cũng rất là khó luôn. Khó rồi, 5 tiếng đi cầu giá cho 5 tiếng. Dạ. Bác ơi, con thấy bác khó khăn quá. À. Dạ, trời lạnh lẽo đi đào có mình à. Con thay mặt một mạnh thường quân giấu tên bên Mỹ gửi tặng bác 200. À, cảm ơn con. Cảm ơn dạ, nhiều nha. Dạ, con chào bác nha. Dạ. À, bãi đá này rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Nước cạn á, mình ra đây mình bắt ốc tắm biển. Nước cạn, nước mùa người ta thì đi đông mà buổi sáng ít người đi không con. Dạ, con chào bác nha. À, để em đi qua cái khu vực phía bên đây á, nãy có mấy chú kia đánh lưới, không biết có hay không, còn hay không. Đây em thấy cái xô này, đó chú đang giăng lưới với đập cá đó. Cái xô này xô đựng cá này. Chỗ này nó hơi chói nắng. Bãi này gọi là bãi gành rái nha cô chú anh chị. Đó, chỗ ngay cái video trước em quay cho cô chú anh chị xem là mấy cái bè nuôi cá bớp đó. Đây, để xem anh hay chú gì đó đánh có hay không. Sáng sớm đi kiếm cá về làm xong canh hả anh? Cái giò có đi giao không một câu quen quá à. Cá lưới nhiều mấy anh mấy chú ngư dân đó cô chú anh chị, cái mùa mà trời gió như thế này á là đi đánh bắt gần bờ này để kiếm cá về ăn ít quá ha. Rồi bỏ xô là giờ đi luôn ha anh. Sáng giờ không được con nào luôn. Mấy con chú bên kia là câu cá giò ha anh? Câu cá thi dạng nữa. Cá thi à? Rồi, em chào anh nha. Cuộc sống ở miền biển, miền quê bình yên thôi. Chú ngồi câu cá ở cái bãi đá nó hơi xa đó, cho nên em không có ra được. Muốn ra là phải băng qua mấy cái gành đá mà hào như thế này nè. Đó, qua có khi phải lội qua mới được. Sáng sớm ngồi câu cá về thôi. Có cô chú anh chị nào nhìn thích không? Đó, cái cần của chú rất là dài. Chú là câu mấy con cá thi, cá nha nhỏ đó. Đó, ngồi một buổi sáng thôi, kiếm vài con cá về nấu canh, ăn cơm gia đình. Dạ, chào cô chú. Đây mình kéo gì cô chú, kéo vuốt hả? Cá đấu. Cá đói hả? Dạ, Minh chào ơi. Dạ chú. Tấn sáu rồi, bữa nào cũng coi chương trình hết. Dạ. Coi chương trình, bữa nào cũng mở TV coi con á. Cái này kéo gần bờ nên hai người kéo thôi à, cô chú ha thôi. Dạ hai chồng đó cô bên này nè,
có cá gì không ta? Dạ. Lúc giờ có cha mày quay con? Dạ, giờ con ít đi á. Con ở quê vài hôm, giờ bắt đầu con đi tiếp. Đó, thấy mấy con cá đói này nè. Đang mùa cá đói chú ha. À, đang mùa cá đói. Dạ. Đó, nhảy nhảy. Nhảy 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 nhảy. Rồi vác gì đánh rất là nhanh luôn. Đói này là đói gì hả chú? Có nhọn. Có nhọn. Đó. Thì là cô chú trên chiếc xe kia ha, chạy dọc cái bãi biển này. Là nhìn mình nhìn bằng mắt thường hả chú? Đâu, thấy nó có chớn á. À dạ lên. Đó là cô chú sẽ nhìn trong mấy cái gợn sóng đó, đó thì cá đói nó sẽ nó nhô lên mặt nước á, thì nó tạo thành cái gợn. Nói chung là phải tinh ý với trong nghề mới thấy được, chứ mình đi dọc bờ biển này nhìn xuống biển chỗ nào nó cũng như nhau à. Sáng giờ đánh được nhiều chưa cô chú? Dạ nửa giỏ rồi. Wow, cái lưới này hay á nha. Cái lưới này giống như là cái lưới rùng mini á cô chú. Anh có đẹp tôi xin nữa mà. Dạ. Cá đói này về làm món gì ngon hay chú à? Úp nướng. Úp nướng hả? Dạ. Nấu ăn nó dở mà úp nướng. Úp hành ớt rồi nướng. Dạ. Cá đói mà loại đói nhọn mà bự bự mới ngon thôi chú. Đói lá dạ. Còn đói này là úp nướng nha. Đói lá nó có dầu, chất dầu ở trong mình nó rồi, không có cần dầu nữa. Dạ. Cá đói này phải úp dầu. Cái đói này nấu cau. Đói lá nó béo tự nhiên. Cá đói thì có nhiều loại lắm. Cái này là mình bán luôn hay là có đem về ăn thôi cô chú? Có để ăn chứ. Để ăn thôi dạ. Bán à. Mà cá đói này chắc cũng rẻ ha. À. Mười mấy ngàn ký hay? Mười ngàn. Mười ngàn dạ. Bằng cho nó khỏi cá bớp ăn á. À dạ. Đúng rồi, mấy con cá này là cho cá bớp ăn, bán được cá bớp ăn. Hồi trước đã từ cái này lấy cá đói là mỗi năm nó vào tầm tháng mấy cô chú? Tháng 10 đến tết đúng không? 10 âm lịch. Dạ, 10 âm lịch này. Có mùa chứ đâu phải. Tháng 11 tây, đầu dạ. Tháng 11 tây là có nó. Là tới tết luôn ha. À, dạ. Vài ngày luôn. Chuẩn bị là vài hôm câu cá đói với bạn Phi Ly. À, ly với bột á. Bữa giờ cũng có được câu đó. Dạ. Dạ. Đó, đẹp liền. Bỏ vô bao. Là sáng ăn hai hộp xôi gì hả cô chú? À. Giờ sao ăn là mấy cái gì? Rồi con chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chú luôn ủng hộ con. Dạ, bye bye cô chú. Rồi, lên xe đi luôn, đeo luôn. Dạ, dạ. Mấy chú cào thức ăn cho tôm hùm là cô chú anh chị. Con này chú gọi là con gì hả chú? Con mây hả? Con bay hả? Con này là nó chỉ có nhiêu đây ha? Là nó lớn hả chú ha? Đúng rồi. Con bay khác mà con chằn chằn là khác đó đúng không? Dạ. Cái gõ nó chằn chằn nó chút xíu rồi đúng không? Đó mấy chú cào. Đây là cái miệng cào nè. Có một cái cây gỗ. Đây là cái đẩy cào nè. Đó, chú đằng kia đang cào đó. Để em tới em quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Cái chú cào gần bờ lắm. Tại vì nếu mà ra xa mình cũng không có lực để mình đi lùi á, để mình cào được. Ở dưới có nói một cái dây đai nè, để mình trợ lực
lùi về sau, tay thì lúc nào cũng đưa lên đưa xuống gì á, cho miệng cào nó ăn đất á. Đây rồi nó sẽ về cái đẩy cuối nè, đó. Rồi cô chú anh chị mình tưởng tượng đi, cả ngày mà cứ đi lùi như thế đau lưng lắm. Dạ, em gặp mấy anh mấy chú khán giả luôn nè. Mấy anh mấy chú làm nghề về đây nhìn lạ quá. Đi lặn ngao. Đi lặn ngao hả? Hèn chi em đi ở khu vực phía trên á, nhìn lên thấy hỏi ủa sao ở đây có cái nghề gì lạ vậy ta, mà ở quê em đâu có đâu. Vậy là mình lặn ngao. Anh với chú ở đâu gia lượng chú? Mũi né. Mũi né đi ra đây luôn. Từ Mũi Né ra đây là chạy tầm tiếng chú? Hai tiếng hả? Dạ. 2 tiếng là chở đồ đạc nên chạy hơi lâu xíu ha. Dạ. Đây có anh đang chuẩn bị đồ nghề để lặn ngao nè. Ngao này ngao quê hả chú? Ngao đá hả? Dạ. À cái này là cái máy bơm khí nén đó. Đây lớp gì nè. Đó mấy mấy chú xi lặn này rất là gần bờ luôn. Tầm chục mét đổ lại không chú? Hơn. À ngay kia là vài chục mét đó cô chú anh chị. Cái phao này là để mình đựng mấy con ngao hả chú? À bỏ cái máy bơm này à, cho nó nổi lên. Cái này giống như là cái máy bơm khí nén di động vậy đó. Nãy giờ em thấy đi một đoàn cũng tầm mười mấy, hai mươi mấy chiếc xe. Cái nghề này mình làm lâu chưa chú? Lâu rồi chú. Dạ. Dạ. Ở con cũng có vài anh làm nhưng mà ít lắm. Ở đâu lận? Dạ ở khu vực đây luôn nè chú. Hồi trước á con cũng thấy vài anh cũng lặn trong bờ lặn ngao quá. Dạ. Có ai không vậy? Dạ. Đây mua cơm heo để ăn nè. Ngao bữa nay bao nhiêu tiền ký chú ơi? 20-30 ngàn không? 200 mấy 170. Ủa ngao gì mà có giá vậy ta? Nghêu lớn cái này này. À con nghêu lớn luôn cô chú anh chị à. 200 mấy ngàn. Vậy là khó lắm á, lặn bờ mà có mấy ngao đó khó lắm á, kiếm ký cũng hơi bị căng á. Nhiều khi gặp nhiều mà không gặp cũng chạy về tốn công. Tốn công tốn xăng. Là lặn từ sáng cho đến chiều tối luôn hay sao chú? Đó 2-3 giờ. 2-3 giờ dạ. Có bữa mấy 2 giờ, bữa thức thì 3 giờ mấy đầu lên dọn dẹp về. Dạ giờ đó dọn dẹp về là về nhà tầm 5-6 giờ là ăn cơm với gia đình luôn. Về 5 giờ, bữa 4 giờ, bữa 5 giờ. Đó chuẩn bị chì nè, đầu hơi, gương lặn nè. Mình lặn cái này mình có cái dụng cụ móc gì không chú? Đảo cái xăm thôi chứ có gì đâu. Xăm hả? À vậy là mình nhìn mánh nó đúng không chú? Xăm không nhìn mánh. Dạ. Đó bơm hơi vậy đó, bơm cho bánh xe nó phồng lên để nó nổi. Cái đầu đó mình cũng để thở luôn hả chú ha? Đây cũng thở luôn nè. Máy này lặn có không chú? Dạ tại vì làm cái nghề này tùy theo đập có bữa đập nhiều mấy 500 600. Mà làm nghề đây em biết là mấy chú chỉ làm được vài ngày thôi, một tuần đổ lại thôi, tại vì cái nghề này là phải di chuyển xa liên tục
đó, từ Mũi Né mà đi ra em là mấy chục cây số là cô chú anh chị mình cũng biết rồi đó. Không phải dễ đâu nha, có hôm là đi gần cái 100 cây số mà về không có đồng nào hết chú ha. Đó, đẩy cái bình lên. Này mấy chú thiết kế cái này rất là hay luôn. Đó, mình lặn đi đâu, mình dắt đâu là cái này nó theo đó, nó nổi theo đó luôn. Đây chú dắt ra lặn rồi. Đây chú nói là đó lặn chỉ gần bờ thôi, cách bờ vài chục mét thôi. Nói chứ cái nghề lặn cô chú anh chị mình biết mà, ngâm mình dưới nước cả ngày biết bao nhiêu tiếng, khó khăn lắm. Em thấy bà con mình đang kéo lưới rùng nè, không biết là kéo con vuốt hay là kéo cá cơm đây. Dạ chào chú. Dọc bờ biển này bà con hôm nay kéo lưới rùng quá trời luôn, phía trên này nữa. Dạ con Minh 86. Dạ con ở Chí Công. Này có cơm hả chú? Dạ. Sáng giờ đánh được mấy giác rồi chú à? 2 giác, 40 mấy lồ. Wow, 40 mấy lồ luôn. Quá hấp dẫn rồi. Mới chở cá xong đó mà. Dạ mới chở cá luôn. Mua nước mía uống cho đỡ khát. Giờ này nắng quá. Đó bà con mình bao lưới gần bờ luôn cô chú anh chị, giờ bắt đầu kéo vào. Ở một số nơi gọi lưới này là lưới quát, ở em thì hay gọi là lưới rùng. Đó cái đẩy là ngay cái chỗ cái chú ngồi đó đang bơi thúng á. Đó cá cơm size nhỏ nhỏ này là có giá nè. Không biết cơm này là cơm trắng hay cơm than đây. Đa số mấy con cá càng lớn thì càng có giá, nhưng mà riêng đối với cá cơm thì nhỏ nhỏ vừa vừa lại có giá hơn. Cá này bà con mình về hấp rồi phơi khô hoặc là làm nước mắm. Đa số cá tươi thì làm khô nha cô chú anh chị. Chở lên lò hấp, hấp liền rồi phơi khô luôn. Hy vọng là giác này sẽ nhiều. Tới cái gần vào đẩy mình phải rất là kỹ đó. Mấy cô mấy chú sẽ để cái lưới cho nó sát đất nè, để cá nó khỏi chạy ra. Nó phải kỹ nha. Mấy cái giác đầu thì cá nó sẽ dày hơn. Đó em thấy có cá nhái nữa nè, cá xương xanh nè. Đó, đẹp quá. Ăn sáng cũng cà phê rồi. Giác này là đủ tiền ăn sáng thôi. Uống cà phê. Chưa đủ tiền cho chợ đĩa. Nó đang ngồi đi, có đi không? Đang ngăn ha. Cái này cũng còn.
và kia hình như là có một con cá lớn, thấy đen đen, không biết là gì. Con nhái à? Con nhái vậy. Để em đi xa xa này nè, quay cái đẩy nè. Đó, đẹp quá. Cô chú anh chị mình có thấy mấy cái ánh của nó không? Rồi. Chục lô đi. Chục lô là cũng ổn. Chục lô kiếm 15 nha. Cũng được. Cũng được. Cá nhái về nấu canh chua. Đúng. Cái chanh. Cái chanh. Cái chanh. Quá hấp dẫn luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đẹp quá. Nè nè nắm không đi. Đi lò kia, đi lò kia xuống xuống ngoài, đi lò kia xuống xuống. Để em quay sát sát nè. Trời ơi nó văng. Trời ơi. Đây cái nhái đây. Cái nhái đó. Cái nhái đó. Ở trên là mấy anh chuẩn bị đòn gánh rồi. Giờ xúc cá là gánh đi thôi. Em là làm YouTube, đang làm YouTube đúng không? Dạ dạ. Tại cái công dụng đúng không? Dạ dạ. Gọi là YouTube em là cái gì quên rồi. Dạ Minh 86. Minh 86. Trường đây 86 luôn. Minh 86 nổi tiếng mà. Dạ. Đi lô kia, đi lô kia khên là xúc à. Dạ đi hết, chỗ nào cũng đi. Mất cái gì đó có lại chưa? Dạ có rồi chú. Cam gì? Dạ mắc về lai cam. Có cơm ba lai sọc. Dạ có cơm ba lai sọc. Nhái này cho. Dạ đẹp con quá hả. Mai đang nghe chiều đánh. Thật tiếc mà. Mình có ngăn kìa. Con một. Đó trên này là bà con mình chải tăng ra nè. Đem lò xuống. Vừa chút ra lửa chứ. Lửa cái nhái cái đồ ra nhưng cứ để cho nó. Cá nhái tròn, cá nhái tròn. Ăn tạm ổ bánh mì luôn. Dạ, quay bà con mình làm việc á bác. Đi mua cá hả bác? Chú thầu, chú nậu. Oh, quá hấp dẫn luôn. Đổ ra bà đi. Anh nhái là đủ, anh nhái ra. Trời ơi, cá nhái này mà mới bắt lên mà bắt nấu lên canh đó. Thì thôi rồi. Đó, đem vào nữa nè. Được cả chục lô á. Chắc chục lô quá cô. Đó, bà con mình sẽ đánh tới chiều luôn. Đánh khi nào nó thưa cá rồi thôi, hết cá rồi thôi. Nhái xương sắc. Mày lấy con nhỏ lại để hai con đứng. Để cho ăn cho mình ăn đi. Quá mê luôn. Quá là. Sáng. Đây cái đồ đây. Đó, đợi tôi. Những cái gì đó. Cái giò nha, cái giò. Cái giò nữa hả? Bước vô là. Bước vô là nhất luôn. Dạ đâu hết cái giò. Cái giò nó ngon. Chục lô không? Mấy lô á. Mấy lô ăn em được chốc nữa không? Cái nổi là cái nổi. Cái con là kéo à. Kéo nha. Về nhà nấu cơm ăn luôn cô chú anh chị à. Đây là mẹ của Sang. Em là đang ơi dễ luôn á. Ở nhà bà mẹ Sang. Sang chắc cũng phải tầm hơn tháng nữa mới về được. Đây cá này em mua. Cá giò. Có con cá bò với cá liệt dầu. Nấu canh hành ngò, nấu đơn giản thôi. Hành ớt.
Đó, bắt đầu nước sôi rồi đó. Ta cả ngày. Bỏ hết luôn rồi nha. Con cá này có giá. Dạ. Nhỏ nhỏ vậy thôi có giá lắm á. Muốn ba cho ký cái đó. Trời ơi, ăn nghe luôn. Dạ. Đó, con này là con cá mớm nè. Rồi, xíu nó soi là bắt soi vừa tới à. Cá nó nhanh chín á. Cô chú anh chị mình đặc biệt nấu canh á, để cá nó vừa chín tới rồi đừng chín quá. Là nó dục con cá là không ngon. Thịt nó săn săn á, ăn mới ngon. Đó, để 5 phút thôi. Là có một nồi canh cá. Quá là ok luôn. Đây nồi canh. Ở nhà ba mẹ Sang có nấu ăn á, cho nên em cũng không có mua nhiều. Cảnh đầu xiêu ở đây nè. Dạ, giới thiệu với cô chú anh chị, ở đây là ba vợ em nè. Mấy đầu lên hình này nhiều lúc không có được thoải mái tự nhiên, cô chú anh chị thông cảm nha. Đây hai đứa em Phú với Phi. Đợt này công ty cho nghỉ về quê hết rồi. Đó, sắp tới rồi cô chú anh chị mình mà muốn ăn hải sản á thì có Phú với Phi sẽ mua gửi cho cô chú anh chị nha. Sáng giờ em cũng chưa ăn gì luôn. Để bụng vàng cá mắm mớt này. Ngồi ở đây cũng mát lắm. Đây con. Ăn cơm thôi. Mời cô chú anh chị luôn. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mỡ nấu mỡ luôn. Ê anh ơi. Cá biết được chưa? Nói mỡ nè. Cái giòn. Mấy gần cả 200 đô. Wow, tiêu giờ sổ chết. Cá giờ nó nói mấy. Sổ chết. 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 Sổ cá này khi này cú này cá bên kia cá âm cá âm kêu cá âm ăn cá thì à đây cá liệt liệt đây gọi là cá liệt dầu hay là cá liệt chỉ vàng. Ừ, thêm xíu chanh nữa ngon ha. Cá ăn thịt nó nhỏ rồi thôi nhưng mà nó ngon lắm, cảm giác ăn nó ngon lắm. Ăn 2 phút lâu lâu về quê có cá tươi ăn. Cá béo lắm. Nước này đục dầu mà gọi là nó canh mà nó dính dầu lên. Đó, cá béo thêm miếng chanh đó. Rồi Phú làm con cá giò đi đi Phú. Phú cá giò đi. Giò đi. Cá giò mà đánh cầm bờ ngon lắm. Xay gì cả, tóc kia. Đúng rồi. Y như là cá, cá hấp vậy. Mỡ nó nằm trong con cá này. Từ hứng. Từ hứng. Dầu nó nằm trong con cá nó uống ra nè. Không mỡ lên theo. Đặc biệt là cái nước mắm đó là cô chú anh chị mình cho thêm một xíu chanh nó ngon lắm. Rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã dành chút thời gian theo dõi đến hết video của em nha. Ở một video tại quê hương của em. Sáng đi dạo biển. Mua ít cá về ăn, ăn cơm với gia đình. Hy vọng là cô chú anh chị mình sẽ thích video này nha. Xem video nhớ tặng cho em anh một like và một lượt đăng ký kênh. Em xin phép tạm dừng video này tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong video tiếp theo của em. Mẹ ơi, bye bye luôn mẹ ơi. Lần đầu lên TV.